Ok, chào mọi người quay trở lại với kênh để tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng mẫu bay xây dựng. Đó, thì em xin chia sẻ kỹ hơn những cái dòng mẫu bay bên em đang phân phối đây. Đó, thì nó có 8 mẫu bay cho mọi người. Nhất là con bay lá đề này. Kích thước toàn bộ mẫu bay ấy, thì là nó có kích thước tiêu chuẩn rồi. Kích thước cái lưỡi bay chiều dài của nó là 17 cm, chiều ngang là 9 cm và cán của nó là 16 cm. Đó. Thì con này con bay lá đề này rất là mềm mại này và làm bằng thép trắng này. Tán bằng 4 đinh thép cho mọi người bo đồng phần đầu cán này. Anh em để ý này. Bo đồng phần đầu cán này. Đó. Bên thân cán thì được làm bằng tia laser của thương hiệu Dương Minh này. Đấy, được khắc tia laser thương hiệu Dương Minh này. Ngoài ra đây, dòng titan này, dòng bay titan này. Đó, dòng bay titan thì được làm rất là tuyệt vời, được ứng dụng trên thân máy bay này hoặc là cũng như thân cũng được ngành y nó áp dụng trên xương người này mọi người nhá. Mọi người có thể tham khảo trên trên mạng thì biết cái dòng thép titan này. Đó, đây. Kích thước của nó thì nó cũng như tiêu chuẩn như ấy thôi, như con bay lá đề thôi. Đây là con răng cưa nhá. Răng cưa này thì nó có hai mã nha cho mọi người nhá, một mã là răng cưa bên tay phải và một mã răng cưa bên tay trái. Anh em nào thuận tay nào thì chúng ta sẽ lấy vào tay đấy. Đó. Và bay tô đây. Bay tô cho mọi người nhá. Đấy, bay tô cho mọi người này, anh em chát hoàn thiện thì dùng bay tô này. Nó có độ sự đàn hồi. Nó rất là nhẹ, anh em chát thì nó rất là bong tay. Đó, nó được làm bằng thép mỏng 7 gen, có sự đàn hồi đây. Đấy, bay tô đây. Chất lượng hơn thì là có dòng bay Huỳnh Đế đây. Anh em nhá. Đây. Dòng bay Huỳnh Đế này được bo đồng hai đầu cán cho mọi người này. Bo đồng hai đầu cán cho mọi người này. Rất là tuyệt vời luôn. Dòng này. Đó, được làm bằng thép trắng này. Đấy. Đây, và tiếp theo là dòng xây bay xây A1 đây. Đó, anh em để ý chưa? Chất chưa? Sáng quắc cần câu luôn, tán bằng 4 đinh thép luôn. Đó, và phần bo đồng này thì được chốt một con vít nữa để làm chắc cái cán cái lưỡi bay nó không xoay. Đó, anh em cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Đây, ngoài ra còn bên mình còn phân phối thêm cả cái dòng bay A1 màu đen này nữa. Đấy. Nếu chúng ta dùng con bay tô hoặc bay lá đề để thêm luôn con bay tháp Paris này nữa. Đấy, rất là chất anh em nhá. Hàng rất là chất luôn. Anh em nhìn cái cán là biết là chất như nào rồi. Rồi ok, anh em nào cần thì có thể gọi điện cho mình qua số điện thoại 0904928863. Giao hàng toàn quốc và anh em chỉ cần việc là nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rồi ok, chào mọi người.